Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác trong năm 2023, Đảng bộ huyện Krông Búc đã vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tự nguyện đóng góp hơn 560 triệu đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm, đã hỗ trợ cho nhiều đảng viên gặp khó khăn, đau ốm, hỗ trợ nhà cho đảng viên nghèo, có sức lan tỏa hiệu quả của chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác. Chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác được huyện ủy Krông Búc phát động từ năm 2016 nhằm rèn luyện ý thức tiết kiệm của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Kết quả đã vận động thực hành tiết kiệm thông qua trích từ khoản thu nhập cá nhân một khoản tiền để chia sẻ, động viên, hỗ trợ những trường hợp khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện. Trong năm 2023, nguồn quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác được phát động đã có sự tham gia của cán bộ đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng đóng góp. Năm 2023, nguồn quỹ đã vận động được 560 triệu đồng để phát huy hiệu quả việc sử dụng nguồn quỹ. Huyện ủy Krông Búc đã giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn quản lý, phụ trách quản lý nguồn quỹ, triển khai việc hỗ trợ đến các đảng viên đau ốm đột xuất, đảng viên gặp khó khăn, đảng viên nghèo cần hỗ trợ về nhà ở, đến các chi bộ, các tổ chức, cơ sở đảng. Về việc ý nghĩa của việc triển khai thực hiện cái chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác trên địa bàn huyện Krông Búc trong những năm qua, đây là một việc làm rất là thiết thực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như là người lao động trên địa bàn huyện Krông Búc. Mục đích của chương trình này là nhằm giúp cho những người gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, có những hoàn cảnh ốm đau, những gia đình có nhà cửa neo đơn, nhà cửa dột nát và không có nhà để ở, thì mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện đều rất là hưởng ứng nhiệt tình về cái chương trình này, nhằm mục đích để đem lại giúp đỡ cho các hộ gia đình có một cái cuộc sống ổn định hơn và vươn lên trong cuộc sống. Đảng bộ các xã thị trấn của huyện triển khai rà soát những đảng viên quần chúng nhân dân có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, đảm bảo đối tượng được hỗ trợ phải thật sự khó khăn, thật xứng đáng. Từ đó nguồn quỹ tiết kiệm và làm theo lời Bác sẽ thật sự phát huy hiệu quả đối với những đối tượng là đảng viên khó khăn hoặc người nghèo cần được quan tâm hỗ trợ trên địa bàn huyện. Trong năm 2023, Ban Thường vụ huyện ủy Krông Búc đã sử dụng nguồn quỹ tiết kiệm và làm theo lời Bác, tổ chức thăm hỏi động viên 97 cán bộ đảng viên, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có uy tín, người ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền 355 triệu đồng. Cùng với đó, Ban Thường vụ huyện ủy đã hỗ trợ xây nhà cho một hộ gia đình, bà Trần Thị Kim Loan, trú tại tổ dân phố Enu, thị trấn Bương Đờ Rang, gặp khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà cấp 4 được xây mới với số tiền 180 triệu đồng, trong đó quỹ tiết kiệm và làm theo lời Bác hỗ trợ 70 triệu đồng. Cùng với đó, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng 5 ngôi nhà đại đoàn kết với số tiền 100 triệu đồng. Tổng nguồn quỹ đã sử dụng trong năm 2023 là 525 triệu đồng. Nhận được cái nguồn quỹ hỗ trợ của làm theo lời Bác để xây nhà, tôi rất là hạnh phúc và vui mừng, cảm ơn nhà nước, đảng và nhà nước đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Nhờ vậy mà gia đình tôi đã có được một ngôi nhà khang trang như hôm nay. Về hướng trong năm 2024 thì trên địa bàn Ban Thường vụ huyện ủy Krông Búc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình làm theo lời Bác, nhằm mục đích là huy động kêu gọi một số đơn vị, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn lớn, một số các mạnh thường quân hỗ trợ, quan tâm hỗ trợ thêm cho cái nguồn quỹ này để được hỗ trợ xây dựng những cái căn nhà nó được khang trang hơn, tốt đẹp hơn so với những năm vừa qua, với tổng giá trị số tiền có thể từ 150 triệu trở lên. Đây là một cái việc làm mà trên địa bàn huyện trong năm 2024 cũng như tập thể cán bộ đảng viên và người nhân dân lao động trên địa bàn sẽ cố gắng hưởng ứng về phong trào và đẩy mạnh phong trào tiết kiệm làm theo lời Bác ngày một càng lớn mạnh và đạt được hiệu quả thiết thực hơn nữa trong những năm tiếp theo. Từ những hoạt động thăm hỏi động viên đến từng nhà, từng đối tượng hay những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, từ sự đóng góp, hỗ trợ của các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, đã thật sự tạo sức lan tỏa một cách hiệu quả chương trình, quỹ tiết kiệm và làm theo lời Bác.
tạo niềm tin vững của quần chúng nhân dân vào đường lối đúng đắn của Đảng,